Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị chuyển Lula từ cái ví Terra Station sang cái ví Sepo. Bây giờ tôi sẽ vào cái ví Sepo. Trước hết, quý vị hãy bật cái Lula lên. Ở đây tôi đã bật rồi. Quý vị chọn vào thêm, tìm đến cái Lula và bật nó lên. Bây giờ tôi sẽ chọn vào Lula Terra và tôi sẽ copy cái địa chỉ Lula này. Rồi, đã sao chép. Trở lại cái ví Terra Station. Tôi sẽ chọn vào Lula. Chọn vào paste để dán cái địa chỉ vừa copy vào đây. Ô amount, quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn chuyển. Ô memo, quý vị hãy để nguyên. Rồi, tôi sẽ chọn vào like. Phí rút 0.001184 Nula. Quý vị có thể sử dụng UST làm phí. Rồi tôi sẽ sử dụng UST để làm phí. Phí rất chi là thấp, 0.015666 UST. Rồi tôi sẽ chọn vào Confirm. Xác nhận. Rồi quý vị có thể chờ vài giây. Ok, đã rút thành công. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái ví Sepo. Đó, quý vị thấy mạng lưới blockchain của Terra rất chi là nhanh. Chỉ vài giây thôi, tôi đã nhận được Lula trên cái ví Sepo. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay, bổ ích, quý vị hãy đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.